tổ an ninh trật tự ở cơ sở Nghệ An được nhận mức hỗ trợ bao nhiêu? Bạn đọc hỏi các thành viên trong tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm tổ trưởng, tổ phó, tổ viên ở tỉnh Nghệ An được nhận mức hỗ trợ bao nhiêu? Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Yumi trả lời: Theo nghị quyết số 06/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức tiền bồi dưỡng đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự gồm: mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng tổ trưởng kiêm phó trưởng thôn xóm khối bản là 2 triệu đồng trên một tháng, tổ phó là 1 triệu 200.000 đồng trên một tháng, tổ viên 1 triệu 100.000 đồng trên một tháng. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các mức hỗ trợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đã được hưởng chế độ hưu trí, người đã được cấp bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở còn được nhận các khoản tiền bồi dưỡng khác.